Virus tiếp tục có chia sẻ về Gamfi sau màn drama bị tố lừa gà. Sau những lùm xùm liên quan tới Virus về tiền ảo, nam streamer đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông. Mặt khác, khi được hỏi về Gamfi, Virus khẳng định đây sẽ là tương lai đáng mong đợi dù rất nhiều rủi ro tiềm ẩn. Cụ thể, Virus đã nhận định Gamfi đã tạo nên xu hướng trong tương lai. Về mặt thị trường, giá Gamfi token xuống rồi tăng lại, đây là điểm không thể thiếu ở cryptocurrency. Hơn nữa, chưa có nhiều công ty gaming lớn đầu tư vào Gamfi. Nếu có thì đó mới là lúc cuộc chơi bắt đầu. Khi được hỏi về tính earn kiếm tiền trong play to earn, chơi để kiếm tiền và tính ăn sổi của Gamfi, thì nam streamer bày tỏ đây là điều bình thường. Đó là bởi vì những người tham gia Gamfi hiện tại đang là nhà đầu tư chơi game chứ ít có ai là game thủ thuần túy, vậy nên họ chỉ quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Điều này khác hẳn với game chơi game với tinh thần chơi hết mình, chơi để giải khuây hay khám phá. Gamfi là nền tảng có thể nói là của tương lai sau này, bởi lẽ game sẽ không chỉ còn là chơi cho vui nữa. Ví dụ chơi Liên Minh Huyền Thoại 10 năm, bạn chỉ có nạp vào không có rút ra, thì đối với Gamfi, bạn có nạp và có ra. Nói chung bạn vừa chơi được game mà vừa có thể coi như khoản đầu tư. Về câu chuyện đội ngũ phát triển chưa ra game và đồng coin ấy liên tục lao dốc nên cộng đồng quay ra tấn công dự án, Virus cũng khẳng định đây không phải là điều mới trong thị trường. Do liên quan đến tiền nên việc hành xử chưa tốt là điều mà hầu như ai cũng sẽ làm. Với dự án Zuki Moba, Zuki, nam streamer đã tự tin mà nói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Vì đội ngũ phát triển vẫn còn đó, chưa bỏ của chạy lấy người. Warren Buffett đã nói hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Bạn nên nhớ rằng rất nhiều người mồm chửi tay mua. Nếu bạn biết về dự án, hãy đặt mình vào vị trí của người sản xuất, đừng nghe theo số đông, đừng đầu tư hùa, nam streamer chia sẻ. Khi nhận xét đến câu chuyện nhiều trader, người Hawken Gamfi dùng ngôn từ nặng nề thóa mạ người quảng cáo game KOL vì họ cho rằng KOL đang FOMO và thực tế tín hiệu thị trường cũng không khả quan, giá coin chia nhiều lần và Virus cũng có góc nhìn trực quan hơn. Đối với Virus, anh đã chứng kiến rất nhiều sự việc mọi người tìm cách đổ lỗi khi thua lỗ trong đầu tư, bởi lẽ con người ta luôn muốn tìm ai đó chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Còn việc KOL tham gia các dự án đầu tư, nam streamer coi đó không có gì đáng trách cả. Mọi ngành nghề sản xuất đều phải có khâu marketing thì mới có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên vẫn phải nhấn mạnh lại, đó là tiền bạc của mỗi người, hãy đầu tư thật thông minh, nam streamer bày tỏ. Trước đó, cư dân mạng không khỏi xôn xao khi VTV24 Money đã đăng tải một bản tin đại hội thịt gà với hàng loạt các sự kiện lùa gà tiêu biểu trong năm. Đáng chú ý nhất phải kể đến là nhân vật nổi tiếng streamer Virus. Phân đoạn có sự xuất hiện của Virus đề cập đến việc nam streamer Virus bị Z-Under, một nhà đầu tư có tiếng tại Việt Nam, tố lùa gà dù kinh nghiệm thị trường chưa được 3 tháng. Đây cũng là sự việc gây sóng gió nhất trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam thời gian qua. Sự việc bắt đầu khi Virus đăng tải đoạn video chia sẻ kinh nghiệm cá nhân kèm hướng dẫn nhập môn cho những ai muốn đầu tư tiền mã hóa trên kênh TikTok có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Một trong các video của Virus đã bị doanh nhân Z-Under, một nhà đầu tư lâu năm và có tiếng ở Việt Nam, lên tiếng tố. Kinh nghiệm thị trường chưa được 3 tháng đã đi lùa gà rồi à? Đáp trả bình luận này, Virus đã đăng tải video, anh nhận định bản thân nể phục Z-Under vì có kiến thức tài chính đầu tư chuyên sâu. Tuy nhiên cách hành xử của vị doanh nhân này lại khiến anh buồn. Virus khuyên Z-Under nên suy nghĩ lại và thay đổi. Ngoài ra, nam streamer cũng khẳng định bản thân không có nghĩa vụ phải chứng minh với vị doanh nhân việc mình đã tham gia thị trường tiền điện tử từ lúc nào trong bao lâu. Về phía doanh nhân Z-Under, nhà đầu tư lâu năm này đã lên tiếng cảnh báo việc nhiều người lợi dụng tiếng tăm của bản thân cũng như công nghệ blockchain để tạo các mã tiền số nhằm huy động vốn trái phép, lừa đảo, thu lợi bất chính. Đây đang là vấn đề nóng ở hầu hết các group diễn đàn về crypto tại Việt Nam, một mảnh đất màu mỡ cho các tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Đã có khá nhiều dự án có bằng chứng cụ thể được tìm hiểu ra rất cặn kẽ dựa vào cơ chế minh bạch của blockchain, doanh nhân Z-Under cảnh báo. Gần đây, Virus cũng vướng vào một lùm xùm khác khi IP, một dự án blockchain từng được nam streamer giới thiệu quảng bá trên livestream, đã bị luật sư Hà, luật sư sở hữu hơn 2,1 triệu người theo dõi trên TikTok, cảnh báo là một trong hai loại game núp bóng tiền ảo để đánh bạc trá hình. Luật sư Hà nhận định, ngoài việc trực tiếp tham gia đánh bạc, thì những người quảng bá đại diện hình ảnh hay lùa gà cho các hình thức nêu trên thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.